Trong vlog mới nhất đăng tải trên YouTube vào tối ngày 13 tháng 1, Quỳnh Trần Chibi đã thông báo thông tin này tới người theo dõi. Cụ thể, từ vlog này trở đi, bé Sa sẽ không xuất hiện trong các clip trên channel Quỳnh Trần Chibi và Family, cuộc sống ở Nhật cùng mẹ nữa. Nguyên văn chia sẻ của chị Quỳnh như sau. Thông báo với mọi người một tin buồn, kênh của Quỳnh đã bị tắt bình luận. Phần bình luận trên các video đều nằm chung trong một thanh. Quỳnh cũng đã bị tắt luôn tab cộng đồng. Vì trong video của mình có bé Sa, từ vlog này trở đi thì Quỳnh chỉ quay video một mình thôi. Mọi người thông cảm cho Quỳnh. Theo đó, kênh của Quỳnh Trần Chibi đã bị YouTube đánh gậy qua hai thao tác tắt chức năng bình luận, tất cả bình luận gộp thành một. Chị Quỳnh không thể trả lời riêng từng người và tắt tab cộng đồng. Để hình dung rõ hơn, cộng đồng là một tab trên trang YouTube để người dùng đăng tải hình ảnh tương tác với Sprite. Chức năng này tương tự như newsfeed của Facebook, Instagram. Chị Quỳnh cũng chia sẻ chị rất muốn cho bé Sa tham gia các vlog để lưu giữ kỷ niệm, khoảnh khắc xem lại sau này. Nhưng luật bảo vệ trẻ em của YouTube từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 quá gắt gao. Ngoài tab bình luận và nút cộng đồng, kênh của Quỳnh Trần Chibi cũng bị khóa luôn chức năng quảng cáo thương mại. Chính vì vậy, chị Quỳnh đành lòng phải quay video một mình từ vlog này mà không có bé Sa.